Long đít long tà rim là nhổ liên tục. Bữa sau long đít còn thua tao nữa. Mày thua rồi, mày thua rồi. Đẹp. Ủa vừa đấm qua cái gặp ảnh ngay đấy, thôi sắc con mẹ nó định là chết rồi. Chết chắc rồi. Đứng trình in ngay đó, anh cướp mình thì chết chắc rồi. Chưa có Smile mà Smile red lấy miếng máu nữa. Mình chưa có red, mình mất quy rồi chứ mà không thì mình cũng đấm nhau solo với nó được. Bình thường. Flash. Không có flash đâu. Thôi bỏ đi. Ra đây hit level cơ. Hey, đi chỗ khác không cho mày farm. Đi mày. Chỗ khác mày. Đây không phải chỗ cho mày farm. Tao ăn tao mẹ, tao lát hit mấy con rip. Lát hit thôi mà ping mà thích ping không? Tao kẹt hết luôn bây giờ. Đi thoại ai vậy? Tự đồ ăn mà sao giao nhanh vậy? Đấm bỏ mẹ nó. Event 02 rồi kìa. Những cái đồ cướp rừng. Tí này là vừa sau đấm Lee Sin bốc hơi luôn này, ghét mặt. Chắc điên không à? Giờ xua lên về Thủy Ngân trước luôn. Lầy. Thank you.
Ok, 6 rồi. Boss kìa. Lẹ lẹ lẹ. À, level mất cộng dồn. Thôi bỏ đi, rip đang đẩy mà. Bỏ đi. Đẩy rip nó mới công thọt. Lee Sin nó còn ulti nữa trời. Nó lý khai rồi. Mày chết. Mày chết, mày chết. Ây da, ây da. Chịu được bắn á. Nhường mạng Raven ăn cho nó lấy cái điểm cộng dồn mà không được. Bắn đó chết luôn. Xin nó cướp rep mình chưa ta? Xin ghê nhỉ? Ôi nó giỡn với súng kìa, súng bắn chết luôn này kìa. Tana thử rồi, thử nghiệm. Cú đấm. Chạy cái liền. Ra sao kịp. Đây rồi.
đánh nhau mày luôn. Mẹ nó ăn giùm nó con rết. Chao. Ôi top 7 triệu rồi. Tí tôi đấm phát là chết luôn, không có đỡ ở đâu. I'm doing this my way. Ha, tính gần mít kìa. Khùng này. Gần mít quanh hoài. Từ từ mới ba má, một mình gánh sao hết các lan được ping hoài, anh rồng chứ hả? Chiếc Tana nó bố láo nhỉ. Xác. Lab lều. Who needs a beat down? Hết rồi. Chả còn gì để ăn. Về luôn. Đó, giờ là one hit nè. Đấm phát chết luôn nè. Revenge xuống nó chết luôn nè. Đi có rảnh tay không thì sao tháng chưa? PP đi, PP lẹ không thì AK tí đi cũng được mà. Mày thua không? Mẹ, đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Đẹp. Chạy đi. Alo? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đợi xíu, đợi xíu xuống liền. Cầm tiền xuống. Chắc trăm mấy á. Đó. Ẩu rồi, ẩu rồi, ẩu rồi. Đấm mình chít Tana thì nó bốc hơi, đấm mình Lee Sin chết không nổi. Ẩu rồi. Đấm Lee Sin nó là dạng ninja rồi, chứ chít Tana là bốc hơi mẹ này. Tóc biến là đấm mẹ chít đi. Ulti bàn chít đi cũng được. Nào đâu, hai ba thằng nó ở trong đó á.
lát nữa bao nhiêu tăng thì cũng chết thôi. I'm my own backup. Xuống thử nghiệm thằng AD coi. Má sao ba thằng hoài vậy? Ủa tính tốc biến là tao đấm thằng này mà thằng này nó không dí theo luôn. Mình đoán hướng thằng này á, tính đánh mà nó không dí theo luôn kìa. Tính lúc nào cũng đâu phải lên đó vậy. Sút kìa, sút. Nó sút bể súng rồi. Chạy chết cậu tao đi. Chạy đó. Rồi bỏ mẹ rồi. Revenge vest. Chạy luôn. Đứng chạy. Rồi luôn. Rồi chúng ta đã ăn hết rồi. Mẹ nó. Sao mình đéo đấm được thằng nào hết ta? Mắt nhiều vãi. Đi đâu cũng thấy mắt. Plan. I don't need a plan. Ủa, phải săn được mày con Chitana. Thôi phải đi săn đó. Không tin tao không săn được mày đấy. Let's get cracking. Ngồi lên đây. Chạy hộ. Chạy hộ. Ấy. Đu má vãi lìn luôn. Vãi lìn luôn. Nó dồn đam một cái chết luôn. Mình đấm ông tin nó lên mà nó vẫn còn bắn được mình xạo thiệt chứ. Ông đấm văng nó lên mà nó vẫn còn đấm đánh được mình xạo thiệt. Đúng xạo luôn. Cay rồi đó. Chạy. Gì nọ. Rồi rồng tiếp đi. Đấm hụt thằng này mấy lần rồi đấy. Để tí công ty đã mày ơi. Rồng đi. Cay thì bắt đầu càng chít rồi đấy. Yasuo này. Chết đi. They'll never know what hit him. Ông ơi, về ông ơi. Đấm chết được thằng Yasuo rồi, hết chiêu rồi, hết máu rồi, hết mana rồi. Về đây. Bắt lại.
my hands do the talking. Để làm cái. Phải làm gì hết. Có ai đâu mà ăn. Who needs a beat down? Ơi này. Búa này. Ơ à, what the fuck, cái trụ nó bắn 300 mấy chục đam rồi xạo không? Ăn có 2 hit đam thôi mà xạo 300 mấy chục đam rồi xạo không? Trụ đánh thường 2 cái 800 mấy chục đam. Mất đúng xạo luôn. Đúng xạo luôn á. Xạo vãi đi. Trụ được bao nhiêu đam? Chờ nó đi. Ồ, nó đánh dội ra luôn rồi. Ồ, Chitana nó mạnh quá. Giờ phải giết nó trước. Lên xong món này mình phải lên món tăng này. Đổi về ninja nữa. Chứ thằng Chitana bắn mạnh quá. À đây nó cũng mạnh nữa. Bay lại bắn cái chân luôn á. Thôi revenge combo kìa. Thắng revenge combo kìa. À, revenge combo như thắng. Ba quy đéo thành đánh thường luôn. Người ta mẹ lát vô tên quy quạt đánh thường chết. Ông đánh cái kiểu gì. Cha, quá cha. Rồi, để dính cái này nó qua cha rồi. Bay lên, bay lên. Bay lên. Bay lên nào, nhảy lên nào. Ô số 2 thằng không chơi.
Ôi một hit kìa. Trời chết nó đi. Một trời chết. Trời ơi, một hit Lee Sin nó chết cái trắng máu luôn. Buồn vãi. Thôi em Baron đi. Chín nó ra đó. Một chọi nó chết. Rồi ok ăn luôn. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Ăn được rồi. Đuổi dành đi ra cái. Mẹ. Đuổi chít nó bắn đầu quá. Sao mấy ông này cứ thích lên hai cái đó đi chung người ta, hai con đứa đâu có tách với nhau đâu ta. Má cái món này. Nãy giờ không có thời gian đi cướp rừng. Sometimes you gotta make a door. Ủa cả team nó đi kiếm mình kìa. Who needs a beat down? An enemy has been slain. If you hit a wall, hit it hard. Nhây hả? Ok, nhây tiếp. Xanh luôn. Ủa nó có lên giáp đâu ta. Xanh lắm đi. They'll never know what hit them. Hot. It's smaller than the diagram. Killing spree. Phùng tô mà dám giỡn hả? Dám giỡn với phùng tô mà nó quan sát hết. Bạn toàn tem là bạn ép đốn giùm mình nhé, và tự nhiên bạn toàn tem bạn ép đốn giùm anh.